có thể anh chị chưa biết Runway bây giờ cũng có thể tạo ra được hình ảnh rồi chứ không phải chỉ là tạo ra video giống như trước đây chúng ta sử dụng nữa Runway rất là nổi tiếng trong các AI tạo video bởi vì chất lượng video tạo ra từ trong Runway rất là khác anh chị chất lượng tạo ra khác hẳn so với các AI hiện tại ha có thể nếu như so sánh giữa Runway và Clean 1.6 thì hai công cụ này có tính năng tương đương với nhau và chất lượng tạo ra giống nhau anh chị còn nếu như chúng ta có thể so sánh Runway với một số công cụ ở tấp dưới á, thì Runway thực tế rất là chiếm lợi thế ha Gần đây thì Runway cũng đã ra mắt công cụ là RAM ha anh chị, anh chị có thể thấy trên đây, đó là chữ Vram đây nè Thì đây là một cái công cụ để mà tạo ra hình ảnh từ trong Runway Thì trong video hôm nay mình sẽ thử đánh giá là Runway Rem này nó hoạt động như thế nào và liệu là nó có đáng giá để chúng ta sử dụng thôi anh chị Nếu bây giờ chúng ta nói về việc AI mà tạo hình ảnh á, thì có rất là nhiều công cụ AI hiện tại làm rất tốt rồi Ví dụ như Midjourney là một trong những công cụ AI tạo hình ảnh rất là tốt anh chị. Ngoài ra anh chị có thể sử dụng Plus hoặc là Ideogram ha. Chúng ta có thể tạo ra khá là tốt. Như vậy thì Runway này nó có những cái lợi thế gì? Mình kéo xuống đây mình xem thử thì những cái chất lượng hình ảnh ở trong Runway này khá là tốt anh chị. Anh chị có thể thấy ha. Các style hình khá là đẹp. Chúng ta vào thử trong cái phần frame này chúng ta sẽ xem thử những hình ảnh mà người dùng họ tạo ha. Đây những cái dạng hình ảnh như thế này cực kỳ là đẹp ha nếu như chúng ta nhìn về cái chất lượng hình ảnh như thế này á có thể là nó đã so sánh được với lại plus hoặc là trong miss uni anh chị ví dụ như chúng ta có thể thấy cái hình này đây là một hình mà có những phần chữ này kết hợp với lại phần hình ảnh anh chị thì trong cái phần chữ như thế này á hiện tại công cụ tạo chữ khá là đẹp đó là Flex và Idealram anh chị còn trong Mitsumi hiện tại tạo ra những phần chữ mà nhiều như thế này thì vẫn chưa ổn đâu trong Mitsuni thì chỉ có thể tạo ra những phần chữ khá là đơn giản thôi ha Mitsuni điểm mạnh của nó đó là tạo ra những hình ảnh theo phong cách khá là đẹp và nó rất là đa dạng trong cái việc mà chúng ta tạo ra những hình ảnh theo phong cách khác nhau anh chị có thể là dạng hoạt hình có thể là dạng siêu thực có thể là dạng kiểu như là màu nước sơn màu sơn dầu gì đấy rất là nhiều dạng như vậy thì trong Midjourney tạo ra cực kỳ tốt ha mình thấy khó có công cụ hiện tại nào mà có thể thay thế được Midjourney trong việc mà tạo những hình ảnh kiểu như vậy ha còn những cái tác vụ mà viết chữ như thế này thì như lúc nãy mình nói trong Plus hoặc là trong Adoram tạo khá là tốt ha tuy nhiên ở trong Runway quay này mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng có thể cảm nhận được là cái khả năng ở trong runway RAM này á, nó đang kết hợp giữa Missouri và Blood anh chị tức là nó đang kết hợp giữa cái style của Missouri cái style màu kiểu như chân thực này hoặc là nhìn cái màu ảnh anh chị thấy nó rất là nghệ thuật ha và ở trong Blood á, là cái độ chính xác anh chị tức là khi mà chúng ta mô tả những cái phần prom anh chị sẽ thấy những cái phần prom bên đây ví dụ như đây anh chị có thể thấy cái phần prom là khắp bộ tin ha thì ở trong đây runway frame này tạo ra hình ảnh khá là đẹp ha như vậy mình nhìn chung á, thì runway rem này á, là sự kết hợp giữa Missuni và Flash Missuni ở việc là phong cách hình ảnh này và chất lượng hình ảnh tốt này còn from Flash á, là, là cái sự chính xác về cái câu lệnh hết chị tức là những hình ảnh tạo ra nó bám sát vào cái câu rơm của chúng ta đưa vào và nó tạo ra được đây là một số hình ảnh mà người dùng họ đã dùng để mà họ tạo ra những cái hình ảnh ở trong rem này anh chị có thể xem thử ha ở trong đây nó cũng có thể tạo ra những cái phần test như này khá là hay hết ha anh chị. Ưu điểm của Runway như thế này, còn nhược điểm ở trong Runway Ram này á mà mình vẫn đáng đo mình chưa có thể sử dụng được đó là cái gì? Đó là về mức chi phí anh chị. Ví dụ như anh chị sẽ vào trong Runway Ram, mình có một cái tài khoản ở đây. Chúng ta đăng nhập vào thì anh chị sẽ thấy đây có phần là introduction ram ha và chúng ta bấm vào upgrade for set ha. Anh chị có thể thấy ha để mà có thể sử dụng được runway prem á, thì anh chị phải sử dụng cái gói cao nhất của runway là gói 95 đô anh chị mình sẽ cho anh chị xem mức giá ha ở đây anh chị sẽ thấy mức giá ha ví dụ như gói cơ bản ở trong runway á, đó là 15 đô ha và chúng ta chưa có thể nào sử dụng được tính năng prem hết và mình sẽ thử cái tính năng prem này á. thì nó chỉ có thể sử dụng được ở trong cái gói cao nhất thôi anh chị đó là 95 đô một tháng một người ha như vậy, về chất lượng thì đúng là trong Runway Frame có thể tạo ra chất lượng khá là tốt Kết hợp giữa Mitsuni, kết hợp giữa Flash và Adorama để tạo ra hình có chữ phong cách khá là đẹp Nhưng mà mức giá đó là một trong những rào cản khá là lớn để mà Runway Frame này có thể sử dụng được anh chị Bởi vì 95 đô một tháng thì có khá là nhiều công cụ hiện tại có thể sử dụng Và người ta có thể thay thế được Runway Frame này anh chị Runway quay sen rất là tốt trong việc mà tạo ra video hết anh chị cũng như tính năng Aqua nó trong runway sen ba anh chị mình có làm những video trước đó, đó là một trong những cái tính năng gọi là cách mạng ở trong runway luôn hết anh chị nó rất là hay và chưa có nhiều công cụ ai có thể làm tốt như vậy tuy nhiên về runway frame này mình cảm nhận chưa có xứng đáng để mà bỏ ra cái mức chi phí 95 đô như thế này để sử dụng bởi vì dù sao chúng ta cũng có Misuni, chúng ta cũng có flash chúng ta cũng có ideal ram chúng ta có rất là nhiều công cụ hiện tại mỗi công cụ đấy chi phí sử dụng mỗi tháng không có quá nhiều như thế này anh chị có thể so sánh thử về 95 đô một tháng một người như thế này chúng ta có thể sử dụng không giới hạn tính năng RAM tức là chúng ta tạo ảnh không giới hạn tuy nhiên với cái mức độ sử dụng như thế này thì anh chị chỉ cần một cái gói 30 đô ở trong Missouri là chúng ta đã có thể sử dụng không giới hạn rồi ha và hiện tại gần như mình thấy không có hình ảnh nào mà trong Missouri không tạo được hết anh chị nên đó là một trong những điều mà mình nghĩ là khá là đáng đo khi mà có thể sử dụng được ở trong trên quay này ha còn anh chị nghĩ sao? Nếu mà anh chị có những ý kiến khác, anh chị cho mình một bình luận ở dưới phần bình luận ha. Để chúng ta có thể trao đổi thêm. Ok anh chị, hẹn gặp lại các anh chị vào các video lần tới trên channel Nghe Công Sở. Bye bye anh chị.